Thưa cô bác, thưa bà con, trong khi ấp trứng vịt thì cô bác và bà con cần phải soi trứng hai lần để nhận biết phôi có phát triển bình thường hay không. Công việc này nhằm loại bỏ kịp thời những quả không đạt tiêu chuẩn như là phôi chất hoặc là trứng không phôi. Đây là một kỹ thuật khá khó, đòi hỏi cô bác và bà con phải có kinh nghiệm. Tiếp theo chương trình, Thạc sĩ Vũ Đức Cảnh, trạm trưởng trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình thuộc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi sẽ hướng dẫn cho cô bác, hướng dẫn cho bà con kỹ thuật soi trứng vịt. Trong quá trình ấp, nở trứng vịt, bà con cần tiến hành soi trứng hai lần. Lần một vào lúc ấp 7 ngày, lần 2 vào lúc nở khoảng 25 ngày. Việc soi trứng sẽ giúp loại bỏ trứng hỏng, trứng không phôi, tránh những quả trứng vịt bị hỏng sinh nhiệt, sinh khí sunfua hydro gây ảnh hưởng không tốt cho các trứng còn lại trong quá trình ở máy ấp, máy nở. Trong cái quá trình ấp ấy thì mình phải kiểm tra sinh học của trứng. Cái mục đích kiểm tra sinh học này thì mình nó có hai cái mục đích chính. Một là mình sẽ loại được những cái quả mà không phôi, những quả chết phôi và những quả trứng thối ra ngoài. Và cái mục đích thứ hai là mình kiểm tra xem cái phôi nó phát triển có theo đúng cái chu kỳ của nó không, để mình đánh giá được là trong cái đàn mình nuôi là thứ nhất là về tỷ lệ chống mãi có đảm bảo không, hai là cái quy trình mà ấp này nó có đảm bảo không. Lúc đấy mình sẽ có cái căn cứ để mình điều chỉnh. Khi soi trứng vịt, bà con dùng đèn soi chuyên dụng có công suất khoảng 60W là thích hợp nhất. Nếu dùng đèn có công suất quá lớn, nhiệt tỏa ra nhiều, có tác dụng xấu đến phôi trứng. Với những quả trứng được khoảng 7 ngày trong máy ấp, bà con sẽ thấy trong trứng có những mạch máu hồng đỏ, hình mạng hoặc hình rễ từ phôi phát triển ra. Còn những quả trứng hỏng, chết phôi thì mạch máu co lại thành hình tròn hoặc hình nhẫn. Phân lớp trên là lòng đỏ, dưới là lòng trắng. Khi mà kiểm tra những quả mình soi thấy là trắng đây, những quả trứng như này là quả trứng không phôi. Nên là 7 ngày không phôi. Còn những quả có phôi, bà con có thể thấy quả có phôi là nhìn thấy cái bánh máu nó rất màu hồng và hai phôi nó đông lại bên trong này. Sau 25 ngày trong máy ấp, khi phôi đã phát triển, bà con cần kiểm tra lại trứng lần nữa. Lần kiểm tra này nhằm loại bỏ những quả không đạt tiêu chuẩn khỏi máy nở. Đây là phôi phát triển 25 ngày mà chuẩn bị sang máy lở. Thì thấy là cái thứ nhất là cái đầu của con vịt mình lắc lắc, khi mà lắc này thấy bắt đầu nó bắt đầu nhô nhô rồi. Thứ hai cái độ mất nước của nó là có cái bầu khí là rất rộng. Những quả này là những quả mà đạt tiêu chuẩn và để sang máy lở. Nếu kiểm tra loại thải tốt, thông thường sau 3 ngày ở máy nở, vịt con sẽ có tỷ lệ ấp nở thành công từ 80%.